Thưa quý vị, vào tối qua ngày 19 tháng 11, lễ tưởng niệm đồng bào mất trong đại dịch COVID-19 diễn ra tại điểm cầu chính là hội trường Thống Nhất lúc 20 giờ. Các cơ sở thờ tự rung chuông lúc 20 giờ 30 phút. Cả nước đã cùng lắng lòng trước thời khắc thiêng liêng của lễ tưởng nhớ. Buổi lễ do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và các địa phương trong cả nước. Dịch bệnh COVID-19 chưa có tiền lệ, lây lan nhanh, cực kỳ nguy hiểm. Đã có hơn 1 triệu người nhiễm COVID-19, cướp đi sinh mạng của hơn 23.000 đồng bào. Nỗi đau đến tột cùng khi nhiều người đến lúc nhắm mắt xuôi tay lại không có người thân ở bên cạnh, không có một lời chăm chối. Nhiều gia đình có 2 đến 3 người tử vong, thậm chí có hơn. Có những người đại dịch đã cướp đi cả cha mẹ và những người ruột thịt. Có những em bé sinh ra không được nằm trong vòng tay yêu thương của cha, của mẹ. Trong đêm tưởng niệm, người dân bày tỏ niềm xót xa khi đại dịch tràn qua để lại hàng ngàn người già yếu, không còn nơi nương tựa, hơn 2.600 trẻ em bỗng mồ côi. Dịch bệnh quá ác liệt, nguy hiểm nên mặc dù rất cố gắng, nhưng có nhiều người khi mất chưa được tổ chức lễ tang chu đáo theo phong tục, tập quán.